da 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 da. Nghe như tiếng gió xôn xao trong lòng em, khi hai ta vẫn chưa biết tên nhau, chưa kịp quen, sự tình cờ ngồi lại bên nhau, nói bâng quơ những điều gì, nói bâng quơ những lạ kỳ, cho ta thành những cà phê đen đủ chập để nhìn nhau cho thật rõ, đủ tối để thấy khói khi lững lờ, đủ lặng nghe chân sách khi lật dở, nơi đây quá đủ cho những gã hay mơ mình cùng chia nhau mảnh không gian này. Anh là thằng nhóc chân anh không mang giày, đầu anh chưa nghĩ quá nhiều điều sâu xa, dỗ lòng sẽ bị quá bắt chịu hâu tha. Và bây giờ tắt những cuộc gọi, tắt cái email, flow anh sẽ dắt tay em đi theo đến một nơi chả ai biết là nơi nào, nơi mà nỗi buồn trở nên bé tí tèo, nơi mà u sầu mỏng như là cánh ve, nụ cười em nở tròn như là bánh xe, môi không cần son, mắt không ướt nhòe, nơi mưa không cần chú, nơi nắng không cần che. Em có từng mơ mơ những giấc giấc xanh tươi, khi kim đồng hồ ngưng ở 4:20, soi qua làn khói em soi gió tìm người, không biết nói câu gì, chỉ biết ngồi hát xong cười. Thật lòng em mơ mơ cùng anh đi đến tận cùng, tận cùng chân mây vượt núi cao hay biển sâu, biết mây là yêu cho vừa hay giết mây thời gian cho vừa, khi yêu ta mơ về nhau để thấy lắm lúc lòng mình nhẹ, nhiều khi muốn đem hết tất cả để mà đi một lần, mình sống như những đứa nhóc không nhà, sống để xây ở một nơi xa. Bố em hút rất nhiều thuốc, mẹ em khóc mắt lệ nhòa, bố anh thì đi lại, còn mẹ anh gọi điện thoại đến từng nhà. Nhiều ngày rồi mình không về, không liên lạc được gì cả, chỉ vòng vèn lại mảnh giấy, lo đêm nên con đi chơi xa. Em ơi đi trốn với anh, mình đi đến nơi có biển bạc núi xanh, chạy con xe anh chở em trong chành, mình phóng tầm mắt ngắm chân trời mới tanh, mình ngủ một giấc mà không cần báo thức. Giờ nào mà khi anh đang trong ca trực, em thì đang lo ngày mai dạng đời mơ, những thứ chán trường không tào nào háo hức. Mình rời thành phố chật trời náo nức, nơi mà cả việc thở cũng làm ta lao ngực, mới những con đường xa làm anh thấy rào rực, muốn đưa em đi trốn đến tận cùng trái đất. Anh chẳng cần biết là ngày nắng đẹp rằng người, hay gió về hay bão táp mưa rơi, ngày mình đi với nhau ấy là ngày đẹp trời, thì theo anh đi trốn ngày mới. Em mơ mơ cùng anh đi đến tận cùng, tận cùng chân mây vượt núi cao hay biển sâu, biết mây là yêu cho vừa hay giết mây thời gian cho vừa. Vâng, thưa quý vị, một câu chuyện tình quá đẹp ở trên sân khấu của BU Plus with Honda. Trước hết là anh xem bài bọn em xong thì anh thấy cứ anh cả anh John Huy cứ cười hoài. Bởi vì là cái câu chuyện của bọn em ấy, thì anh không biết là bọn ý tưởng bọn em thế nào, nhưng mà như anh xem ấy thì anh hiểu rằng là có một nhóm nhảy đi lang thang ngoài đường, nhìn thấy hai bạn xong rồi rủ tán tiếc gì đấy, rủ hai bạn vào nhóm, xong rồi các bạn nhảy xong rồi hai người yêu nhau gì trong nhóm, xong rồi mặc áo rồi đeo khăn rằn như kiểu đi lính đi đâu đấy, xong rồi cứ hết chiến tranh đi về, xong rồi mua xe Honda đi với nhau. Vâng, tôi rất thích cái suy nghĩ của anh. Vâng, vậy thì thì thế này này, cái bài của bọn em á thì có một cái điểm mà các em phải lưu ý như này. Tức là khi mình đã đi theo cái dòng này thì bản thân tất cả các em đều hiểu rằng là cái sự đồng đều và cái cường độ của tay, chân, đầu, tất cả các thành viên nó phải như một. Thì đấy là cái điều rất là quan trọng. Hai nữa là khi bọn em sử dụng một cái bài, tức là sử dụng gần như một cái bài hát trong một cái bài nhảy thì nó không phải điều dễ, bởi vì là mình phải khai thác rất là chính xác tất cả những cái đấy và mình phải tạo được những cái cao trào trong cái bài. Thì hiện tại ở cái đoạn đầu thì anh thấy nó rất là hấp dẫn, nhưng mà đến càng gần về cuối thì nó hơi bị đuối đi,
bởi vì rằng là mình không có nhiều những cái điểm nhấn, những cái cao trào hơn. Thì anh nghĩ rằng là đến khi cuối đấy thì lẽ ra bọn em nên sử dụng nhiều hơn về những cái chuyển đội hình, những cái động tác khó hơn, những cái chuyển giao thông và tạo hình nhiều ấy, càng nhiều càng tốt để cho nó thay đổi cái nhịp. Tại vì cái bài nhạc nó cùng một cái tempo nó rất là đều. Thành ra mình phải cố gắng tác bằng chính cái động tác nhảy của mình. Thì anh nghĩ là cái bài nó sẽ thành công hơn nhá. Ừ, anh cảm ơn bọn em. Xin được cảm ơn ban giám khảo. Và một lần nữa xin được chúc mừng các thành viên của Revive Cruise.